máy im thì thầm nha nè, chạy nhẹ lắm, tại hai càng qua không có test cho anh em xem được. Anh em ở gần Quang có thể qua trực tiếp chạy thử trải nghiệm nha. Chiếc này thì gan đầu nè, ở giữa này. Dùng bao bít cho anh em yên tâm vấn đề đó nha. Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Thì đầu clip đầu ngày mới, Quang xin chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ, bình an bên gia đình nha. Hôm nay Quang vừa về chiếc Exeter 135 đời 2009 nha anh em. Chiếc này thì chắc xe cũng khá đẹp mọi người, được cái máy ghim chiến nha, đi cực kỳ nhẹ luôn. Áo theo xe nha anh em. Quang đi một vòng cho anh em xem trước nha. Mỗi hạt nhỏ này hầu như là không bao giờ lỗi thời mọi người. Tới hiện giờ thị trường cũng còn rất là chuộng nha anh em. Lóc nè. Trời đang mưa lâm râm nha anh em. Lóc gấp các chân liền lạc đẹp hết nha anh em. Xe này thì chủ có tháo bộ body kit nha anh em. Cũng như đèn nha, có tháo ra nha. Chủ có đem ra cho Quang nè, đèn trước đèn sau luôn, bộ body kit có đủ nha mọi người. Body kit này là theo xe luôn nha anh em, 2.9 này là 8 rồi nè. Đèn nè còn nguyên nha, chúng đủ bộ nè. Chủ hiện tại là chủ đi đèn led 2 tầng nè, đèn này cũng chịu máy mọi người. Đèn này tối sáng lắm, sớm khói. Đèn xa luôn nha anh em. Bộ này tầm 1.5 triệu, tầm 1.6 triệu anh em, trên thị trường nha. Chủ lên đồng hồ luôn nha anh em, đồng hồ Casio, mọi tính năng hoạt động đầy đủ nha mọi người. Giờ lên bộ cùm nè. On off tắt máy nha anh em. Chiếc này thì lúc trước chủ có lên thắng đĩa mọi người, mà mới xuống rồi nha. Xuống thắng đĩa thì bắt buộc phải mua turbo mới, dàn ốc ốc mới nè, đũa nữa, cái đũa mới nữa đây nè, ốc cốt thì còn nha anh em. Để Quang tả chi tiết cho anh em. Yên này chủ có gọt rồi nè mọi người. Á thì á theo xe nha. Trong xe rất là liền. Một hồi Quang sẽ nổ máy cho anh em nghe. Máy cực kỳ đi là sướng luôn nha anh em. Trời hơi mưa lâm râm mà Quang tranh thủ quay cho nó rồi. Tại nhiều anh em cũng trong clip mỗi ngày nè. Quay tranh thủ quay để sáng mai kịp, có kịp clip cho anh em nha. Quang thường thường đăng video vào lúc 8 giờ sáng nha anh em. Chúng sẽ rất là liền nha. Mở bình xăng cho anh em xem bên trong. Bình xăng nó sơn zin nha anh em. Nhìn mình xăng là biết chắc xe ok rồi. 5B71.
Chút nữa thì Quang sẽ báo giá phỏng phỏng chiếc xe này cho anh em nha. Còn anh em muốn lấy giá chính xác thì anh em cứ alo cho Quang, số điện thoại là 0909 584 394 nha anh em. Số đó đã bao gồm Zalo nha anh em. Giờ Quang sẽ đi vào chi tiết hơn. Lắp đây, lắp gin, các chân gin, gắp gin, tất nhiên cũng vậy nha anh em. Phần trước cũng là gin chưa sơn nha. Phần trước thì hơi giọt sóng chút, không tán xanh nha anh em. Lắp đây, lắp rất đẹp nha. Cổ bô chưa sơn luôn nha anh em. Này chiều hơi chiều á mọi người, bây giờ ánh sáng nó không đều, anh em xem video chút sáng chút tối. Học chưa máy nè, gấp nè, gấp này chưa ra nha nè. Quang quay từ từ chi tiết cho anh em nha. Cái chân nè, dây bồ có thay mới nè. Cái chân đây này cũng liền. Mấy dòng này thì máy móc đi cực kỳ nhẹ miễn bàn nha mọi người. Cá này chóc sơ chút này. Năm sản xuất 2009 nha. Gấp này còn nha anh em. Bao anh em luôn nha. Chủ đi sơn lên dĩa mọi người. Mà men khay. Mâm này chủ sơn viền luôn nè anh em, mắt viền luôn rồi nè. Chân nè, chân nhím bực nè. Giờ qua sẽ quay đầu lòng cho anh em xem. Rồi chân lòng mọi người. Đầu lòng bao bít cho anh em nha. Nổ máy đi, qua sẽ nổ máy cho anh em nghe luôn. Máy im thì thầm nha anh em. Chạy nhẹ lắm, tại hai càng qua không có test cho anh em xem được. Anh em ở gần Quang có thể qua trực tiếp chạy thử trải nghiệm nha. Chiếc này thì Quang bán 6 mấy triệu anh em. Còn 6 mấy thì anh em có chiếc xe này thì alo cho Quang trực tiếp nha. Hoặc là Zalo cho Quang nha, số điện thoại 0909 584 394 nha mọi người. Cổ bồ chưa có mục luôn nha anh em. Gan đầu nè. Nó nhựa nè. Dùng bao bít cho anh em yên tâm vấn đề đó nha.
ga cho anh em nghe. Chắc hơi nha mọi người, cực kỳ chắc hơi nha. Máy chuẩn nha anh em. Giờ chắc chạy xe này thì anh em khỏi lo nha, qua ăn Tết rồi. Qua video có thể nó tiếng nó lớn mọi người, nhưng ngoài nó không có lớn gì đâu mọi người. Qua nội góc máy quay cho anh. Cái cục thun này có bán rồi nè, này về thay cục thun rồi, mòn cục này đó, này thay xe luôn đó mọi người. Máy nhịp gì cò gấp không một một đâu nha nè chú, đây chú này còn luôn nha. Mua máy xe này cũng quan trọng máy móc lắm nha nè, máy chuẩn nha, mua xe này máy phải chuẩn nha. Với đêm mấy dòng này máy phải chạy phải còn nhẹ, còn cảm giác đi mới sướng. Vậy anh em kêu Quang quay dưới gầm, Quang quay luôn nè. Rồi vậy thôi, vừa rồi Quang vừa đi một vòng chiếc Exciter đời 2009 mẫu 2010 nha anh em, hiện đang có tiệm Quang. Bộ body kit thì có sẵn đây nha anh em. Anh em muốn lấy bộ đèn này thì lấy, còn anh em muốn lấy bộ đèn này thì lấy nha. Một trong hai nha anh em. Rồi rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của Quang, cũng như là luôn ủng hộ Quang. Anh em xem video nhớ bấm nút like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Trời cũng đầu mưa nè mọi người. Rồi, bye bye anh em nha. Xem xe đối diện tòa án nha anh em. Đây. Tòa án huyện Tiểu Cần. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.